gia phụng chỉ tổ chức tiệc vạn thọ năm nay. Bên cạnh 108 món ngự thiện trong đại tiệc mãn Hán Tra, còn muốn mời hoàng thất nếm thử hương vị dân dã của dân gian, nhằm hưởng ứng bầu không khí thiên hạ chung vui. Hai người tham gia tuyển chọn, ải ải khó qua, ải ải qua, cuối cùng cũng tới giai đoạn chung kết. Về chuyện cuối cùng ai giành chiến thắng được ban kim đao, tiến cử vào ngự thiện phòng trở thành thượng thiện, thì phải xem vào tay nghề và vận số của các người. Vương gia, ngài tới rồi, thế nào rồi, hoàn thành đúng giờ rồi chứ? Tề sư phụ, Lục sư phụ đều hoàn thành trong thời hạn. Món này rất độc đáo. Món này của tiểu nhân, của tiểu nhân. Cháo hoa đào. Món này rất đậm nét riêng, nhưng nếu đổi tên chút thì có thể còn tốt hơn. Đặt là Kiều Diễm Dục Trích. Đa tạ vương gia ban tên. Phiền cậu đi thông báo Đông Châu chấp sự Phùng Viễn cầu kiến. Ngài đợi chút ạ. Báo. Chờ ở bên ngoài. Khởi bẩm vương gia, Châu Hiên Tổng chấp sự Phùng Viễn cầu kiến bên ngoài. Truyền, truyền mau. Thay đồ, thay đồ. Vương gia, còn tận mấy món mà. Ta đang bận, ngươi không thấy sao? Vì hôm nay chúng ta không chọn nữa sao? Được rồi, chọn, chọn. Diễm Kiều Dục Trích đi. Trao kim đao cho hắn, bảo hắn về chờ lệnh. Nào, thay đồ. Đa tạ vương gia. Mẹ, mẹ nghĩ cha sẽ được chọn làm kim đao ngự trù thật sao? Còn phải hỏi. Trương đại gia đi gánh nước sao? Kinh thành này, à không, là cả đại thanh này, không còn ai khéo tay bằng cha con nữa. Mẹ, chuyện gì thế kia? Cha, tướng công, tướng công, tướng công, cha, tướng công, sao chàng đã đi như vậy chứ? Bánh nướng nhân thịt chỉ còn 3 cái nữa thôi, gói lại hết nhé. Một cái là đủ. Tìm thấy rồi. Ngài tìm thấy gì rồi ạ? Hương vị này vô cùng độc đáo, không có ở nơi nào khác. 15 năm trước ta từng thử một lần. Đây là công thức độc quyền của Lục gia. Nhưng mà ngươi không phải Lục An Táo. Nói, Lục An Táo trốn ở đâu rồi? Muốn chạy sao? Thảo, Thượng, Phi. Cha, cha về rồi sao? Sao thế? Không có gì. Cha, sao trở về tay không thế? Có phải bán hàng tốt quá, bán luôn gánh hàng đi rồi không? Còn không mau khen con một chút. Khen con chuyện gì? Con đổi công thức đó. Con đổi công thức sao? Thảo nào, sao thế? Không tốt sao? Tốt, tốt. Xem ra con thưởng tay nghề của cha ruột con rồi. Không nói nữa, tao muốn con rời khỏi kinh thành ngay. Rời Bắc Kinh ngay hôm nay. Đi. Sau khi rời kinh, đi thẳng về phía nam, tới Phúc Châu tìm thúc con. Cha thu cờ bạc nhiều tiền sao? Không phải. Vừa khéo, nhất định con phải giữ gìn cẩn thận chiếc vòng này. Cái này là của cha ruột của con đó. Đi mau đi, mau. Cha, con đi rồi, cha phải làm thế nào? Yên tâm đi, chờ ta lo xong việc ở phía này, ta sẽ tới Phúc Châu đoàn tụ với con. Nhất ngôn cửu đỉnh nhé, nhất ngôn cửu đỉnh. Phu xe, đi mau, đi mau. Thank you.
cho hỏi, có phải gần đây có Mân Hương Lâu vang danh thiên hạ, dạng người ca tụng không? Gần đây chỉ có Mân Hương Lâu tiếng xấu đồn xa, dạng người phỉ nhổ thôi. Ra trước, rẽ trái. Tề Bảo Trụ, tai ngươi kém hay não bị ống nước vậy chứ? Sao có toàn nhầm lẫn của ta thế? Canh trứng cà chua, gan heo xào tương, nhầm sao? Ngược rồi, là canh gan heo, trứng xào cà chua. Được rồi, ta sửa là được chứ gì. Muốn ăn gì cứ tự xem nhé, dứt hết trên đó rồi. Cha, Tứ Thúc, con là A Trân đây. Đủ món rồi. Bà cứ bình mới rượu cũ thế này, xào rồi nấu, nấu rồi xào, rồi bưng lên. Bà xem khách vào tiệm là heo đấy hả? Nói năng kiểu gì vậy? Ngài thấy heo kén ăn bao giờ chưa? Bà chửi xéo chửi ta là heo đấy hả? Nói ngươi là heo thì sao? Kén cá chọn canh, cố tình tới phá quán có phải vậy không? Có phải không? Ngươi bỏ dao xuống. Tóm lại món lên đủ rồi. Ăn hay không thì tùy. Tiền thì phải trả đủ. Trả tiền, trả tiền. Mở hắc điếm sao? Được. Ông đây chịu. Đây. Đoàn kết là sức mạnh. Sau này ta còn bước chân vào cái tiệm này thì ta là con ngươi. Nguy bang không vào, loạn bang không ở. Đoán chừng tiệm này cũng chẳng làm được tác phẩm gì đáng kinh ngạc. Cô là... A Trân, Tứ Thúc, là cha bỏ con tới Phúc Châu nương nhờ người đấy. Cô chờ chút. Ta thấy cô chưa làm rõ tình hình thì phải. Năm xưa lão Tam cu mang cô, bọn ta không hề tán thành đâu. Vì chuyện này mà hai quân đệ họ còn cãi nhau trở mặt. Nói là cạch mặt nhau tới già. Cô thì hay, bất chợt mọc ra như chòm sao chổi. Sao? Còn nói nương nhờ. Cô ăn không mất tiền, ở không mất tiền sao? Cô nương nhờ ta, ta nương nhờ ai? Phu nhân, bà không được mềm lòng, không được từ bi. Chính vì mệnh nó khắc nên mới khắc cho gia đình tai ương không ngớt. Vừa sinh ra mẹ ruột đã chết vì khó sinh, còn chưa đầy 3 tuổi thì lại khắc cha phạm pháp giết người. Bà đừng nói những chuyện này nữa được không? Không được, đợi chút. Cha ruột ta giết người sao? Cha ruột cô ấy từng giết người sao? Nói nhầm bèn giết người sao? Không phải, không phải. Không phải thì không thể nói bừa được. Nếu không phải mà nó phải, tức là du quan cho người tốt. Nếu phải mà tới giờ mới nói thì bao che tội phạm giết người. Thế rốt cuộc là phải hay không phải? Liên quan gì tới ngươi? Cũng đúng nhỉ. Vậy là thế nào? Linh Bảo Thiên Tôn an ủi thân hình, hồn phách đệ tử, ngũ tạng huyền minh. Như vậy là thế nào? Đạo trưởng, vương gia hỏi, ngài cứ bẩm đúng sự thật. Xin cho phép bận đạo nói thẳng, vương gia vì công quên tư, ngày đêm không nghỉ, dẫn tới tà linh xâm nhập. Nếu còn không mau chữa trị, chỉ e tà linh xâm nhập. Thảo nào mấy hôm nay, nào là đau đầu, nào là nhức mỏi gân cốt khắp người. Mời thấy y khám cũng khám không ra được gì. Đúng thế. Đạo trưởng, mong đạo trưởng dốc lòng giúp đỡ, giữ cho đại thanh ta yên bình. Đúng đấy đạo trưởng. Bây giờ nên làm sao đây? Vương gia chớ quản, bần đạo sẽ lập pháp đàn ở sảnh giữa vương phủ ngay, triển khai pháp hội liền 3 ngày, mời thần linh binh tướng 4 phương đến đây phù hộ, trả lại thân xác khỏe mạnh cho vương gia. Cần bao nhiêu tiền? Pháp hội cầu phúc tiêu tay cần 5.000 lượng. Cái gì? 5.000 lượng? Đây là pháp hội tiêu tay hay là đại hội ăn cướp thế? Vương gia, vương gia, chuyện này liên quan tới sức khỏe của vương gia, thật sự không nên mặc cả. Được,
5.000 lượng, cho ngươi 5.000 lượng. Vương gia anh minh. Thuật sĩ giang hồ, nói năng hàm hồ, giả thần giả quỷ, muốn bắt nạt Phủ Thụy Thân Dương ta không có người sau. Không có người sau. Hai người ở đâu ra thế? Người đâu? Bắt vào cho ta. Khoan khoan. Người thanh niên, vừa rồi hắn phát huy công lực, bọn ta tận mắt thấy hết rồi. Trò lừa dối dẫn nơi phố chợ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhảy ranh dắt mũi chưa sạch, mạnh mồm khoác lác, chờ bần đạo đăng đàn làm phép, đánh cho ngươi, quất qua một bên cho ta. Vương gia, dầu sao mà tên lừa đảo này nói, thực chất chỉ là một bình giấm. Nếu vương gia không tin, bây giờ ta có thể chứng minh cho ngài thấy. Không sao. Vương gia, ngài có người thấy thứ mùi chua chua nồng nặc không? Ngươi, tên đạo sĩ thối này, xích thì lừa cả bổn vương. Người đâu? Giải hắn xuống, chờ lệnh xử lý. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Cậu Tẩm Quốc kia, tên gì? Tẩm Quốc nào? Đeo kính râm, không phải Tẩm Quốc sao? Vương gia, con đây mà. Con đây. Phải Tầm, kiểu tóc này của con sau này ở những nơi trang trọng vẫn nên đeo tóc giả vào thì hơn. Kiểu này thời thượng mà Vương Thúc, con biết rồi. Gần cũng giãn rồi, cổ cũng không còn mỏi như trước nữa, đúng chứ? Được rồi, nói về con đi, có kế hoạch gì không? Con đến bẩm báo Vương Thúc đây. Cháu trai may mắn được hưởng hoàng ân, đi du học ở Học viện Hải quân Hoàng Gia về, quyết định dùng cá học được. Sắp tới sẽ tới Mã Vị Phúc Kiến khảo sát thuyền chính, cùng bằng các củng cố Hải quân Đại Thanh, báo đáp hoàng ân. Bớt giở giọng quan với ta đi. Ta thấy con muốn diện cớ khảo sát thuyền chính để trốn tránh hôn nhân thì có. Vậy mà cũng bị người nhìn ra sao? Trai khôn giận vợ, gái lớn gả chồng, quan A Mã và Ngạch Nương con đều chờ được bế cháu đó. Cũng là tấm lòng của cha mẹ mà. Bọn họ phiền chết được. Mã Vĩ là bến cảng của Phúc Châu. Có phải Vương Thúc nhớ lại vụ cướp Đông Châu 15 năm trước không? 15 năm trước, vụ cướp Đông Châu xảy ra ở Vương Phủ, quả thực là nỗi nhục cả đời của ta. Mai sau Hoàng thượng nhân từ, không đành lòng giáng tội. Nhưng trước sau nói vẫn là một cọng gai trong lòng ta. Khâm phạm của vụ cướp Lục An Táo, nguyên quán Phúc Kiến, Phúc Châu, rất có khả năng Lục An Táo đang ẩn náu ở cố hương Phúc Châu. Có lý. Nếu đã như thế thì cháu quyết định đích thân đi điều tra vụ kỳ án bỏ ngỏ đã nhiều năm nay, giúp Vương Thúc san sẻ muộn phiền. Không hổ là cháu trai ngoan của ta. Nhưng con gánh cái danh Bối Lạc Gia cây cao gió lớn, chỉ sợ sẽ khó tra ra được gì. Điểm này thì Vương Thúc chớ có lo. Chuyến đi Phúc Châu lần này, cháu đã quyết định vi phục đi tuần. Con nghĩ sẵn cả quá danh rồi. Bạch Vân Phiêu. Phúc Châu được mệnh danh là kinh đô ẩm thực Đông Nam, trình độ cũng chỉ có thế thôi. Dân Kiểu, cô nương, cô tìm ai? Đại nương, ta bị hương thơm tỏa ra từ nhà tỷ thu hút. Hương thơm. Cô nương, cô thật là am hiểu. Cô lấy vài miếng ăn thử nhé. Đại nương, ta không chỉ ăn củ cải khô đó. Vậy là gì? Là rượu. Rượu. Gì qua, ta đi đây. Khoan đã, ta muốn nói rõ về chuyện xảy ra hôm nay. Tóm lại,
ta vừa không bao che, vừa không vu khống. Dù sao nhà đầu đó cũng bị ta đuổi đi rồi. Mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra, ngươi hiểu cả chứ? Quá ra là chuyện này sao? Người nghĩ nhiều rồi, huống hồ nói vậy cũng như không nói. Ta đi đây. Thím con mau mồm mau miệng, con đừng để trong lòng nhé. Tứ thúc, thúc có thể cho con biết rốt cuộc cha ruột con là ai không? Đến cái tên cha cũng không chịu nói cho con biết. Cha con không chịu nói với con cũng chỉ là muốn bảo vệ con thôi. Có thể cha ruột con đã không còn sống trên đời nữa. Con hỏi những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thứ lỗi cho tứ thúc, không thể cu mang con. Số tiền này con cầm lấy, kiếm lấy một nơi. Không không, cầm lấy. Con không lấy tiền của thúc, con cũng không rời khỏi Phúc Châu đâu. Cha hẹn với con rồi, không lâu nữa cha sẽ đến đây đoàn tụ với con. Con bé này, con làm thế không phải làm khó ta sao? Nếu ta ác nổi cái mụ già đó thì ngại gì thêm một bộ bát đũa cho con. Tứ thúc, con có thể thuyết phục tứ thẩm giữ con lại. Mẹ, con mang gà về cho mẹ đây. Mẹ, thật sự có vị cô nương như thế? Người thấy mùi rượu nhà mình chôn sâu dưới đất từ tiết xa sao? Lẽ nào mẹ ngươi bịa chuyện lừa ngươi chắc? Không phải mẹ lừa con lo mẹ bị lừa thôi. Cô ấy lừa ta. Lừa gì ta chứ? Uống hai bát rượu nhà mình đã làm cả bàn thức ăn như vậy. Có tên lừa đảo nào ngốc như thế chưa? Giò rượu vàng này là Trạng Nguyên Hồng mẹ ủ cho con từ hồi chúng ta chuyển tới đây, vậy mà bị người khác mở ra uống như thế, con thấy hơi bức bối trong lòng. Nói rất hay. Trạng Nguyên Hồng, con trai nhà người ta thì đổ Trạng Nguyên mới mở ra uống. Ngươi thì sao? Đừng nói là đổ Trạng Nguyên, chỉ mong ngươi đổ túi tài thôi. Cũng e là phải đợi tới khi râu tóc ngươi bạc hết, có cần nói tới mức đó không chứ? Theo ta thế thì nhân duyên do trời định. Cô nương nhà người ta ngồi kiệu tới đây, làm cả bàn cơm canh thịnh soạn, còn không chau mày lấy một cái. Còn nữa, ta nói với cô ấy là ngươi làm đầu bếp ở một quán rượu lớn, người ta rất vui, còn nó phải gặp ngươi một lần nữa. Mẹ, con nói mẹ này, chuyện gì con cũng nghe theo mẹ hết. Chỉ riêng chuyện hôn nhân, mẹ không được tùy tiện quyết định hộ cho con đâu đấy. Ngươi làm gì? Điều kiện tốt vậy, còn chủ động, chắc chắn ngoại hình không méo mó xẹo xọ thì cũng héo úa rồi. Mẹ, con là con trai độc nhất của mẹ. Mẹ không thấy gì vinh hoa phú quý của bản thân mà để con xuống hố lửa đâu đấy. Ngươi... Chờ đấy. Vị cô nương này không chỉ xuất thân tốt mà diện mạo cũng đoan trang, còn vô cùng thời thượng. Cầm lấy, xem đi. Thế này thì dông bão động đất, con cũng phải đi đoàn kết vào sức mạnh. Không đúng, đây là nhà bếp của ta thật sao? Tề sư phụ, chào. Ta là Lục Chi Trân, mong được huynh chỉ bảo. Huynh định trồng hoa này sao? Trồng hoa ăn mặc như thế này sao? Vậy huynh ăn mặc thế này là chuẩn bị uống rượu mừng phải không? Uống rượu mừng gì? Cô nói vậy cũng có phần đúng. Ta phải đi làm một chuyện vui.
nên chắc hôm nay không tới làm được. Đến đây xin bà chủ cho nghỉ phép. Vậy huynh làm gì làm đi, để ta chuyển lời giúp cho. Nhưng việc nhà bếp, việc của nhà bếp thì huynh đừng lo, cứ giao cho ta là được rồi. Quá rau cua chuẩn bị từ đầu rồi sao? Tốt quá. Chủ động tích cực là thái độ cơ bản để nhập môn. Làm rất tốt, làm cho tốt. Nếu làm tốt thì ta sẽ xem xét cho cô phụ bếp. Đa tạ tề sư phụ chỉ điểm. Vậy ta đi trước đây. Làm đầu bếp dễ dàng tới thế sao? Cho con nhỏ không biết trời cao đất dày này, nếm thử chút mùi cũng tốt. Tiện thể cho ông bà chủ biết, Mân Hương Lâu này không có tề bảo trù ta là chuyện lớn động trời thế nào. Tới đây, Mân Hương Lâu toàn tâm toàn ý, chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà con. Bún lòng ăn thử miễn phí, số lượng có hạn. Bún miễn phí đây, mời vào ăn, xảy ra chuyện gì thế? Ăn ngon miệng nhé, giúp bọn ta quảng bá là được rồi, đa tạ. Ngon ghê, ngon thật đấy. Ngon không thím, ngon, ngon ghê. Ta chưa từng được ăn món nào ngon như thế. Tốt quá. Y cô nương, tiểu sinh tề bảo trù. Tề trong hồng phúc tề thiên, bảo trong kỳ trân dị bảo, trù trong thượng đắc sảnh đường, tiến đắc trù phòng. Không ổn, cứ như lão sinh trong kịch vậy. Già cỗi quá. Không được không được. Y cô nương, ta có thể gọi cô là một đám mây không? Vì kể từ thời khắc nhìn thấy bức họa của cô, ta đã quá thân thành một ngọn cỏ nhỏ. Ngước nhìn lên bầu trời, cô như một đám mây, đậm tiên khí biết bao, phóng khoáng biết bao, xinh đẹp biết bao. Còn sự tồn tại của ta chỉ vì một khoảnh khắc gặp gỡ giữa đôi ta. Cái này được, cái này được, chắc chắn không có cô nương nào kìm lòng nổi trước thế tấn công như thế này. Tề bảo trù ta đúng là thiên tài mà. Các hạ là Tề công tử phải không? Phải, ta là Tề công tử, họ Tề, tên công tử. À, không không, ý ta là ta Khôi Ngô Dược Phan An, Tuấn Tú Ác Lan Lăng Vương, được mệnh danh Mỹ Thiếu Niên Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, vô tiền khoáng hậu khắp chính tỉnh Đông Nam, chính là tiểu đệ tại hạ đây, Tề bảo trù là ta. Tiểu nữ tử không hứng thú với nam tử tuấn tú. Sở dĩ phiền công tử tới đây chủ yếu là vì nghe lệnh đường đại nhân kể công tử là người trong nhà bếp. Mẹ ta nói qua lo thôi. Chính xác thì phải là đầu bếp đứng đầu quán rượu lớn. Phàm là chiên luộc xào rán hấp, ôm nướng kho trộn ninh, ẩm thực Nam Bắc, đặc sản Tây Trung, ta không gì là không biết, không gì là không hiểu. Vậy tiểu nữ quả là có phúc ba đời. Cho hỏi công tử làm việc ở đâu? Nói ra sợ làm cô sợ. Cô cẩn thận vào nhé. Ta làm ở cái tiệm nức tiếng Giang Nam, quy chấn bốn phương, được mệnh danh đệ nhất lâu Mân Phủ, Mân Hương Lâu. Thế nào, sợ rồi chứ gì? Không phải sợ, mà là thất vọng toàn tập. Ta biết Mân Hương Lâu, đó vốn là một nơi gia chánh không thông, con người bất hòa, tóm là quán rượu dớ dẫn. Quan ở chỗ bọn ta rồi sao? Chưa, thấy dựa vào cái gì mà nói thế? Dựa vào cái mũi của ta. Một người thường xuyên ra vào nhà bếp, dù trải qua tắm rửa thay đồ thì cũng không thể che lấp nổi thứ mùi nguyên liệu nấu ăn lưu trên người. Thứ mùi trên người huynh vẫn đục nặng nề, không có dễ gì là thanh thoát cả. Chứng tỏ huynh chỉ biết làm theo sách vở, đi theo lối mòn. Một đầu bếp có tâm cầu tiến thì tai khó mà không có nhiều vết sẹo do bỏng hay đứt tai. Nhìn tai của huynh xem, non mềm như hành trắng. Có thể thấy huynh thói quen chểnh mảng. Gần đây cũng chẳng nấu được nhiều món lắm, có phải vậy không? Món nấu gần đây nhất có lẽ là canh gan heo, trứng xào cà chua. Cô rốt cuộc là một đám mây hay là một con chó vậy chứ? Rất nhiều người thắc mắc như thế. Nói ta là con chó thì cũng là một con chó săn, khu giác nhạy bén. Y cô nương, chúng ta mới lần đầu gặp, đừng nói về chuyện bếp núc hoài được không? Nghe cục hứng quá. Chúng ta gọi món trước đi. Ta gọi từ sớm rồi.
Ta xuống quẩy to rồi, gặp phải kiểu ngoại hình không tệ, như là một kẻ háo ăn mờ miệng sắc bén. Ở cùng cô ta, không bị nói cho khí huyết trào ngược dẫn tới đột tử, thì cũng bị ăn cho tới khuynh gia bại sản, cắt đứt đền bù. Ta phải bỏ chạy trước thôi. Sao đây, gặp rắc rối to rồi chứ gì? Ta đã nói mà, Mân Lâu này không có ta, gặp chuyện lớn là cái chắc. Chuyện gì thế? Ngày mai quay lại nhé. Tuyệt quá, ngon ghê, chưa từng được ăn món nào ngon như thế. Lần sau lại tới. Khoan, ngăn phải thuốc chuột hả? To mồm thế làm gì? Ta lo đoạn để từ sáng tới giờ hỏng mất thôi. Ta lo bạn giàu bị đau bụng. Ăn đồ ngươi nấu, ta mới đau bụng đó. Tránh qua một bên. Thế nào? Dở thì ngủ đi, đừng quan tâm hình tượng làm gì. Không phải ta đói đâu, mà là ngon thật sự. Bún nổi tiếng nhất thành Phúc Châu này là tiệm nào? Quán bún A Bà trăm năm phía Đông Thành. Ngon hơn nhà A Bà gấp 10 lần. Không mất tiền thì tất nhiên là ngon rồi bà chủ. Đừng bị cô ta lừa. Bà tính thử xem, từ sáng tới giờ bà lỗ bao nhiêu tiền rồi. Khách ăn cảm thấy hài lòng. Từ khắc có lòng tin vào Mơ Hương Lâu của ta, mọi người cứ chờ xem lượng khách quay lại vào trưa nay, bù vào chi phí khi sáng, chắc chắn không thành vấn đề. Huyền Phúc Thanh được mệnh danh là Mân Cảnh Đệ Nhất Lâu, công lực cũng chỉ tới thế thôi. Thuyền Phúc Thanh, Thuyền Phúc Thanh, mỹ vị Mân Cảnh mặt ta nếm, mặt ta nếm. Công tử, thơ hay, thơ hay. Đây là thơ sao? Đây là thơ sao? Tiểu thất, dân. Cô nương làm cái gì thế? Quỳnh lại. Tại hạ Bạch Vân Phiêu, có duyên được gặp cô nương, cho hỏi quý danh của cô nương. Y đó gì? Y đó gì? Một đám mây. Cái tên đáng yêu quá. Để đa tạ huynh đã cứu ta. Bạn thức ăn này xem như chưa đãi hai người đấy. Yên tâm, ta thanh toán hết rồi. Không biết tại hạ có được vinh hạnh mời cô nương ngồi ăn cùng không? Món ăn bị thổi phồng danh tiếng, tiểu nữ thật sự khó mà nuốt nổi. Dân nữ to gan, Thuyền Phúc Thanh này là tiệm nổi tiếng, vang danh khắp Phúc Châu, sao có thể khó nuốt được chứ? Tiểu thất, bình thường ngươi có như thế đâu, hôm nay bị làm sao thế? Ăn phải thuốc nổ rồi sao? Thuốc nổ gì? Là vì ông mật giúp ta đau quá. Vậy ngươi thả nó đi đi. Dân công tử. Được rồi, không phiền chủ tớ hai người nữa. Từ biệt tại đây. Y cô nương, y cô nương, đừng hòng giữ ta, càng đừng hòng hỏi ta sống ở đâu. Trước khi ta hoàn thành việc lớn thì không dính tới tình yêu nam nữ đâu. Một đám mây, một đám mây, một đám mây gặp được Bạch Vân Phiêu. Đẹp đôi gớm. Điểm tâm nước tiếng Phúc Châu, thịt quả vải. Hương vị được đấy. Không đúng, có mùi cá tanh phá dở, sự êm dịu tổng thể. Là nước mắm. Trong quá trình chế biến thịt vải, đến bước làm đặc sốt, đầu bếp chưa rửa sạch môi dính nước mắm, đã trực tiếp múc giấm nước tương, khiến cho sốt bị lẫn mùi lạ. Đến thiếu sót tinh vi như thế mà cô ấy cũng phát hiện ra. Đi thông thả.
Mời ngồi. Ngươi ra sau làm việc đi. Lần sau quay lại nhé. Có bàn, có bàn. Nướng ngon thì quay lại nhé. Đi thông thả, thông thả. Trân Nhi, tôm xào, gà nấu rượu. Tề Bảo Trù, ngươi nhanh tay lên. Được rồi. Càng giúp càng bận. Quynh đi rửa bát đi. Đi đi, đi. Ngon thì quay lại nhé. Ngon thì quay lại. Tới đây. Được được. Phật tổ trên cao, con đây đường đường là Tề Bảo Trù, sở hữu huyết thống ưu việt của Kim Đao Ngự Trù, mà không ngờ chỉ trong một ngày đã bị hai nữ tử ám toán, dẫn đến lòng tự tôn bị tổn thương, mất hết thể diện. Xin Phật tổ giúp con chủ trì công đạo, bảo vệ thiên lý, giữ vững cương thường. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Phật tổ trên cao, tính nữ y đối di từ lâu nghe nói phủ Phúc Châu là danh đô ẩm thực, bèn đến để thăm, không ngờ thứ con gặp chỉ toàn hạng tầm thường vô dụng, hữu danh vô thực. Mong Phật tổ rủ lòng thương phù hộ tính nữ sớm gặp được hiền tài ẩn dật, năng nhân dị sĩ, giúp tính nữ sớm ngày hoàn thành việc lớn. Tầm thường vô dụng, hữu danh vô thực, không phải là chửi ta sao? Cái thứ thôn nữ quê mùa, không biết xấu hổ, nói năng không lựa lời, không có ai ra gì, xem ta tránh thật xa ngươi. Nói như lời đó là chửi ai vậy chứ? Nếu không phải vì Phật môn tịnh địa, ta đã ra tay từ lâu rồi. Tiện thể dạy dỗ cô đạo lý, đối nhân xử thế. Tự cho mình là đúng, không biết điều. Thế chủ, cớ sao lại dùng đầu mình đập vào rìu của ta vậy chứ? Hòa thượng, ông cạo trọc tóc rồi, hút luôn cả não ra sao? Ông không nhìn ra ta bị ngã hay sao? Người bị dấp chân đâm vào rìu của ta, hay là tự mình nghĩ quẩn thế chứ? Cả hai. Vậy là thế nào? Ta xui to rồi, dây vào hai tên sao chổi, khiến ta bây giờ thất tình thất nghiệp, còn thất chí. Bây giờ tâm trạng ta thật sự đau không thiết sống. A-di-đà Phật. Phật nói, chuyện không như ý trong đời chiếm 8-9 phần. Đại trượng phu sống ở đời, lo gì không vợ. Phật còn nói, nàng dâu, mỗi người một phần, kiếp này không có, thì kiếp sau nhất định sẽ gấp đôi. Phật có nói câu này sao? Cái này không quan trọng. Bần tăng là người xuất gia, không tiện hỏi han về chuyện tình yêu lứa đôi ở đời. Nói nghe xem, chuyện thất nghiệp là thế nào? Kỳ thích. Trân Nhi, con đúng là thần tài của ta. Chỉ riêng thu nhập sáng nay thôi đã vượt qua thu nhập nửa tháng của Mân Hương Lâu trước đây rồi. Vì qua, vì tính nhầm rồi, bàn tính này hỏng rồi, có nhiều hạt quá. Đi. Theo ta thấy, tài nghệ của con khả năng cao là thừa hưởng từ cha ruột của con đó. Phu nhân, vì qua, như vậy không tốt đâu. Cô ta chỉ là một phụ bếp quèn, hôm nay vì chút thành tựu nhỏ mà khen cô ta không ngớt lời. Như vậy sau này ta khó chỉ đạo người lắm đó. Ta tổng kết chút nhé. Hôm nay chuyện làm ăn đúng là không tệ, nhưng chuyện này cũng quy công cho sự cố gắng của Tề Bảo Trù ta nhiều năm qua, cuối cùng cũng được bà con công nhận. Dĩ nhiên, sức hút của dì qua, sự tận tụy của tứ thúc và cả chút công hiến nho nhỏ của cô phụ bếp này đều không thể gạt bỏ. Tóm lại, đoàn kết là sức mạnh. Đúng, là phải đoàn kết. Hôm nay Mân Hương Lâu ta lại như tấm lửa trùng sinh, vốn dĩ định nhượng lại rồi. Bây giờ Trân Nhi tới,
nên ta quyết định sửa sang lại tầng 2. Ta phải mở rộng kinh doanh. Phải rồi, thế thì phải tuyển thêm người phụ việc cho ta, nếu không mình ta kham không xuể. Còn nữa, ta phải nghiên cứu thêm vài món mới để đáp ứng khẩu vị của khách mới. Nghiên cứu món mới thì không cần phiền tới ngươi đâu. Vấn đề nhân sự cũng sẽ có chút thay đổi nhỏ. Từ hôm nay, Trần Nhi sẽ là bếp trưởng của Mân Hương lâu ta. Ta cũng sẽ thuê thêm hai người có năng lực phụ việc cho con, phụ bếp. Cũng thuê thêm một người nữa, phối hợp mật thiết với tiểu tề ngươi. Khoan đã, dì nói ta không phải bếp trưởng, ta phải phối hợp với phụ bếp này. Quan sát nhiều, lắng nghe nhiều, học hỏi nhiều. Đi theo Trân Nhi sẽ có tiền đồ đấy. Ta không làm, sĩ có thể giết, không thể làm nhục. Dù nay ta có sa sút nghèo khổ, cũng quyết không sống trong quán rượu quèn đó, mặc người gà đạp. A Di Đà Phật. Xem ra thí chủ vẫn là một người rất cố chấp. Phật nói, biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Đừng lo người không biết mình, chỉ lo mình không biết người. Cái này biết, biết. Rốt cuộc Phật biết bao nhiêu điều? Biết nhiều thế sao câu Phật nói thốt ra từ miệng Ngài nghe cứ dị dị. Thực ra những điều này không hề quan trọng, lại không quan trọng. Quan trọng là thực ra chấp trước cũng có cách giải thích hoàn hảo. Tiểu tử, ngươi có cốt khí. Câu này thì ta nghe lọt tai. Vừa rồi nghe ngươi nói, ta cũng có đôi chút tò mò. Cô gái ở Mân Hương Lâu mà ngươi nói, ngươi nói xem cô ta có cách gì mà có thể khiến một Mân Hương Lâu làm ăn thất bát, cải tử hoàn sinh trong phút chốc. Thì cũng tại món bún lòng đó thôi. Thôi không nói nữa, mẹ ta còn đang chờ ta. Ta đi trước nhé. Hấp chút canh đã. Hòa thượng lởm này, ban ngày thì hướng Phật, ban đêm thì lén ăn tanh. Nói vậy là sao? Món canh cải bẹ thịt sợi này, tưởng ta không nếm ra chắc, cơ mà ngon thật sự nha. Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ đi, trong đó làm gì có thịt sợi? Ta nói ngươi nghe, cái này là nấm hương phơi khô xong, thái thành sợi, tẩm ướp, sau đó áo bột bên ngoài, rồi cho vào chảo chiên. Thử xem, có phải vị thịt không? Cũng tài phết đấy. Hôm nào tìm ngài thỉnh giáo một phen. Ta về đã, ta về trước đây. Không được rồi, ta còn chưa nghĩ ra nên nói với mẹ chuyện ta bị mất chén cơm thế nào. Tiểu tử, hay là ta bày cho ngươi một cách. Đây là đậu phụ thối hay là cái ấy vậy chứ? Thối thế này có thể làm người sống sặc chết đó. Nhưng hòa thượng nó nói đậu phụ thối, ngửi thì thối, ăn thì ngon, càng thối thì càng ngon. Ngươi đẩy vào ngay. Ai mà chăn đậu phụ thối chứ? Thối tới mức này đúng là nghịch thiên rồi. Bỗng chết mất. Suýt thì kim can đại lực vô địch chưởng, thiết sai chưởng này cũng đỡ không nổi. Nghĩ lại ta đường đường là nhất đại hào kiệt tổng giáo đầu, tổng bộ bộ quân tiền của môn, được giang hồ mệnh danh Ký Châu Đại Nho Hiệp. Vậy mà lại lâm vào cảnh lang thang đầu đường, ăn mấy món ăn giặt bình dân rẻ tiền này. Thôi đành vậy. Đại hiệp khoan ăn, có thể nhường lại bắt điểm tâm trong tay của ngài cho nữ tử không? Nghĩ lại Diệp Tri thu ta, cả đời coi thường danh lợi, coi tiền bạc như cỏ rác, sao có thể vì chút lợi nhỏ này mà tùy tiện nhún nhường chứ? Mong ngài cân nhắc. Vị cô nương này
có cần ta đi mua thêm cho cô một phần trà mát giải nhiệt không? Ta chỉ cần bát bún này là đủ rồi. Dân, mời cô dùng. Thế nào? Cho hỏi đại hiệp, bát bún này ngài mua ở đâu vậy? Ở ngay Mân Hương Lâu, chỗ ngã rẽ phố Tây ấy. Bún của Mân Hương Lâu sao lại mang hương vị của Lục Đại Sư chứ? Lục Đại Sư? Lục Đại Sư mà cô nương nói? Lục An Táo, Lục Sư Phụ. Bực chết mất thôi. Chám hạ các bậc ta, coi ta là phụ bếp. Ta đập nồi, dìm thuyền với ngươi, đồng quy du tận. Trân Nhi, lại bán hết bún rồi. Chưa tới nửa canh giờ, đã cạn hết ba nồi. Phải đấy, không làm nhiều chút, lát nữa bị bà con mắng đó. Tứ Thúc, Thúc nghỉ ngơi chút đi, ở đây giao cho ta là được rồi. Không sao, Tề Bảo Trụ không tới, ta lo mình con kham không xuể. Một, hai, ba. Chính là chỗ này. Ở đây có chuột chết. Rõ ràng con vừa dọn rồi mà. Đậu phụ thối đây, thiên hạ đệ nhất thối đây, tuyệt thế vô song, quỷ trời diệt đất, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Đậu phụ thối, thiên hạ đệ nhất thối đây. Mở nắp đây, ai sợ thối thì nhường đường. Tề Bảo Trù, ngươi có ý gì hả? Đẩy đi ngay đi. Vì cứ làm ăn của gì, ta bán đậu phụ thối của ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi bán thứ thối thế này ở trước tiệm của ta, làm cho khách của ta bỏ chạy hết. Bảo ta làm ăn thế nào đây hả? Bà làm ăn không tốt thì đầu bếp của bà nên kiểm điểm. Coi thường tài năng của ta thì bản thân bà nên kiểm điểm. Ngươi đúng là lý nào lại thế. Mấy người, hương vị này chạy gì mà như tị nạn thế? Mùi gì thế? Không hay rồi thiếu gia. Đồng đạo có một tà giáo chuyên phóng độc trên đường. Ta thấy chúng ta nên rời khỏi đi. Rời cái con khỉ độc cái đầu của ngươi ấy, đau chết đi được. Mùi này chỉ có ở trên trời. Tuyệt hảo. Tề Bảo Trù, anh quá đáng quá rồi. Là một đầu bếp mà không có chí tiến thủ, còn không cho người khác vượt mặt mình. Nếu huynh có bạn lĩnh thực thì thiếu nấu ăn với ta, nhờ bà con chủ trì công đạo. Có chơi có chịu, đừng làm mấy trò bàn môn tả đạo này. Ta nhổ, cô mà xứng so tài giới ta sao? Hồi Mân Hương Lâu còn nguy hoàng, cô từng chứng kiến chưa? Khách thời đó xếp hàng từ cửa tiệm tới cổng thành, từng món nhà bếp cho ra đều chứng cứ vị giác của thực khách. Thời đó Ngô sư phụ làm bếp trưởng, ngươi chỉ là một phụ bếp. Chính vì Ngô sư phụ nhiều tuổi nghỉ hưu, ngươi mới thế chỗ của ngải, mà chuyện làm ăn của Mân Hương Lâu mới bắt đầu tuột dốc thảm hại. Ngươi còn mặt mũi mà nhắc tới nữa? Này thì bán này. Có phải đây bán đậu phụ thối không? Ta đứng cách xa trăm bước đã ngửi thấy mùi thối này, quả là tuyệt hảo. Mau mau, còn ngợt ra làm gì? Làm cho ta một đĩa đi. Đậu phụ thối thiên hạ đệ nhất thối này mà có người chán sống muốn thử sao? Không chỉ ngải, còn có ta. Một đám mây, chiên giòn chút. Chỉ ngửi mùi thối của đậu phụ này đã biết được độ lên men của đậu phụ đã đạt tới đỉnh cao. Chắc chắn là công thức độc môn. Nếu kiểm soát tốt nhiệt độ của chảo dầu này nữa thì đậu phụ chiên ra chắc chắn sẽ ngoài giòn trong mềm, xém thơm vừa miệng, chắc chắn là mỹ vị nhân gian. Còn thiếu một vị. Bún của cô. Ta chúc hai vị ngon miệng. Đậu phụ thối ngoài giòn trong mềm, tan luôn trong miệng, thấm vào ruột gan. Bún già lòng như cầm sắc hài hòa, kết hợp đậu phụ thối xốp giòn thơm nức, phải gọi là tri âm tri kỷ, long phượng hòa minh của giới ẩm thực. Ví dụ tuyệt vời,
Quá khen. Nói chuyện có cần phải dăng dở, gieo dần thế không? Phải đấy, không hiểu họ đang nói gì nữa. Chắc ý họ là bún lòng kết hợp với đậu phụ thối, thơm ngon tuyệt đỉnh. Có phải vậy không? Cho ta một suất như thế. Ta cũng một suất, cho ta hai suất. Gọi rồi thì ngồi đây chờ. Đừng vội, chờ chút nhé, ngồi xuống. Còn ngợt ra làm gì, đi chiên đi. Tiểu tử thối, cuối cùng cũng nghiêm chỉnh được một lần rồi, đi mau. Năm ta 4 tuổi, mẹ ta lâm bệnh nặng. Đến một tháng cuối cùng, bà ấy tới cháu cũng ăn không nổi. Một hôm, cha ta bưng vào một bát bún. Kể ra cũng lạ, sau khi mẹ ta ngửi thấy mùi, đã chủ động ngồi dậy ăn. Ta nhớ rất rõ, mẹ ta ăn xong đã ngủ trong mãn nguyện. Từ đó đã không còn tỉnh lại nữa. Lúc đó cả cha và ta đều rất biết ơn, vì cuối cùng mẹ ta đã ngậm cười mà đi. Ý cô là bún ta nấu và bát bún năm đó giống y chang. Một đám mây. Vậy cô có biết bát bún này đến từ tay của bậc thầy nào không? Biết chứ. Bậc thầy ẩm thực Phúc Kiến, Lục An Táo, Lục sư phụ, trùng hợp vậy, cùng tông với ta, chứ sao nữa. Hóa ra còn có mối quan hệ này. Đúng là rối rắm ly kỳ, khiến người say đắm. Nói cũng phải. Ngài là ai? Ngươi là ai thì có. Ta là khách muốn mua suất đậu phụ thối và bún lòng đây. Vậy sao? Đa tạ, đa tạ. Lục An Táo, Lục đại sư, sau khi lên kinh tham gia đại hội nấu ăn của Ngự Thiện Phòng, bị cuốn vào vụ cướp Đông Châu. Cô biết không, ta cũng có nghe qua, nhưng trước sau ta vẫn không tin là Lục đại sư đã làm. Từ đâu mà thấy? Có câu vạn pháp duy tâm. Phong cách ăn của Lục đại sư quang minh lỗi lạc, vẫn từng bước đi, tuyệt đối không giống như tác phong của cường đạo giết người cướp của. Nói chí phải, món đậu phụ thối của Tề Bảo Trù, ta cũng phát hiện ra nét tương tự, đồng cảm. Nếu đã như vậy, thì ma thổi thử Tề Bảo Trù, xem món đậu phụ thối đó từ đâu ra. Ngoài ra, nếu có cần giúp gì, thì cứ việc nói với ta. Vậy, phiền cô lấy hộ ta con dao nấu ăn. Dao nấu ăn, giúp ta chặt cái móng vuốt này. Hiểu lầm. Có chỉ thừa. Có chuyện đó thật sao? Ta lần này lừa quỷ cũng không dám lừa đại sư đâu. Đúng rồi đại sư, số đồng phụ thối đó của ngài ở đâu vậy chứ? Phòng củi sắc chết, tự đi lấy đi. Vâng. Cảm ơn. A Di Đà Phật. Đại sư, cho hỏi có việc gì không ạ? À? Bần tăng là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, có thể có chuyện gì? Xin cáo từ. Đại sư xin dừng bước. Ta nghĩ ngài muốn quá duyên phải không? Chỉ là ngài mở lời thôi phải không? Cũng gần vậy, cũng gần vậy. Vậy phiền ngài ở đây chờ một lát. Đúng là một cô nương tốt. Bánh bao chai mới hấp xong, tự tay ta làm đó. Kết duyên với Phật, A Di Đà Phật. Huynh đệ chúng ta từ lâu đã có giao hẹn, tương lai chúng ta phải thành thông gia. Đợi ta rửa sạch oan khuất. Tẩu tẩu, dùng vật này làm tín vật, chúng ta nhất định phải kết làm thông gia, đem nỗi linh hồn của ca ca ta. Đại sư, sao ngài lại khóc thế? Bần tăng không khóc, chỉ là gió cát mạnh quá, bị cay mắt thôi. Nhìn phản ứng của ngài, chắc là mới quá duyên lần đầu nên tâm trạng mới kích động như thế.
Cô nương đúng là quá thông minh. Nhìn một cái đã thấu lòng lão nạp. Ai mà chẳng có lần đầu. Nếu tương lai đại sư có cần gì, cứ việc tới đây tìm ta. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ cô nương. Trân Nhi, con đâu rồi? Đây ạ. Vậy ta vào làm việc trước nhé. Đại sư xin cứ tự nhiên. Được, A Di Đà Phật. Sao vị đại sư này lại tạo cho ta cảm giác thân quen rất kỳ diệu. Lý tổng quản, tri phủ đại nhân. Lý tổng quản hạ cố ghé thăm, thật khiến hàng xá như nhà tranh tỏa sáng. Tri phủ đại nhân nói thế là muốn lão phu tổn thọ sao? Lý tổng quản đi đường xa tới, không phải chỉ để ông lại chuyện cũ với hạ quan đâu, đúng không? Tri phủ đại nhân quá là thông minh. Lần này ta tới là đến theo khẩu dụ của vương gia. Thủy thân vương có chỉ thị gì ạ? Nếu Lục đại sư thật sự ẩn náu ở Phúc Châu, thì cô định dụ ngài ấy xuất hiện bằng cách nào? Ta có một ý tưởng. Khéo quá thế, ta cũng có một ý tưởng. Vậy huynh nói nghe xem. Nếu cứ thế nói ra thì e là tầm thường quá. Chi bằng chúng ta mô phỏng Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đoàn Khổng Minh Chu Du bàn kế ở trong liều. Lợi hại, lợi hại. Tiểu thất. Để đón Tết Trùng Dương, tri phủ đại nhân sẽ tổ chức đại hội nấu ăn ở đây. Quan ngân các bà con, ai biết nấu nướng thì tới đây tham dự cuộc thi. Tại sao chuyện trong đời thực và tình tiết trong kịch lại toàn trùng hợp thế chứ? Cuối cùng ta cũng hiểu thế nào là không trùng hợp, không nên câu chuyện. Cô nghĩ liệu có nhiều người tham gia không? Ta đoán chắc chắn rất là nô nức. Mẹ, con biết nhất định mẹ sẽ phản đối con tham gia hội thi nấu ăn. Con cũng biết cha phải mất mạng vì thi nấu ăn với người khác. Con hiểu đạo lý cây to gió lớn. Nhưng là một đầu bếp tài năng dị bẩm, hồn nấu nướng của con trong thân xác con, có thế nào cũng không thể khiến con ngó lơ cuộc thi này. Mẹ, mẹ đừng ngăn cản con tham dự đại hội nấu ăn nữa mà. Ta nói không cho ngươi tham gia chưa? Mẹ không phản đối sao? Phản đối làm cái gì? Với bản lĩnh của ngươi còn không bằng cọng lông chân của cha ngươi, lại còn cây to gió lớn, cùng lắm cũng chỉ là cọng giá. Gió ở đâu ra? Mẹ, mẹ đánh giá thấp con trai mẹ thế cơ à? Không nhìn thấu ngươi thì ta xứng làm mẹ ngươi sao? Được, mẹ chờ đấy. Con sẽ cho mẹ chứng kiến thế nào là cá muối trở mình. Cẩn thận, còn chưa trở mình thì đã lộn nhào rồi. Con gái, ta xin lỗi. Không phải cha không nhận lại con, không cầu được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu xét về tài nấu ăn, đệ không hề thua kém ta. Ta cũng chỉ may mắn hơn đệ chút xíu thế này thôi. Nếu không, kim đao này chắc chắn là của đệ rồi. Huynh còn so với ta chuyện đó? Nhẹ tay thôi. Đây là trứng cút thượng hạng, Thụy Dương gia tiến cống cho hoàng cung đấy. Nếu mà không cẩn thận làm dở, chúng ta gánh vác không có nổi. Đúng đó. Đại ca, huynh làm sao thế? Làm sao thế? Có người cướp Đông Châu. Đại ca, giao tận tay cái này cho hoàng thượng. Ta đưa cho hoàng thượng sau. Thân phận của ta, ta không phải. Nghe lời phụng đại ca, đi từ cửa sau. Không phải, đi mau. Cơ thể của ta, ta phụng đại ca. Ngồi đi. Quân còn chịu nổi không?
Đáng tiếc. Tiếc là không trụ được bao lâu nữa rồi. Tên cường đạo này, xem ta xử ngươi như thế nào. Lúc ta định đi báo quan thì phát hiện ta có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch được. Người thiên hạ đều có thể vu khống ta. Tổ tẩu, ta bị quan. Ta chỉ không muốn hai mẹ con họ cũng hiểu lầm ta. Để chạy trốn mà ta chỉ đành gửi con cho Đổng Tam sư đệ của ta. Bánh bao này sao ta có thể ăn chứ? Bánh bao của ta đâu? Ta ăn rồi. Sao ngăn bánh bao của ta chứ? Bánh bao làm ra không phải để cho người ăn sao? Ta đi từ thành tới đây xa lắm đấy, đói bụng lắm rồi. Ngươi làm ta tức chết. Ngươi làm ta tức chết mất thôi. Ăn cái bánh bao thì có gì mà tức, huống hồ tôi cũng không ăn không của ngài đâu. Đây, ngươi mang cứ tới để làm gì? Xem như tiền công của ích lòng nhiều. Sư phụ trên cao, xin nhận của đồ nhi một lại. Ai là sư phụ của ngươi? Ta có thể dạy ngươi cái gì chứ? Nấu ăn đó. Người có tay nghề nấu ăn cao siêu như thế mà cứ giấu, không phải lãng phí sao? Ai nói với ngươi là ta nấu ăn ngon? Ngài đừng có đùa nữa. Ta tận mắt chứng kiến bản lĩnh ngài nấu nấm hương ra dị thịt, cả cái giò đậu phụ thối, nhìn thì tầm thường mà lại bán trái hàng, đủ thế người không phải hạng xoàng đâu sư phụ. Thí chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Dù ta nghĩ nhiều hay nghĩ ít, bái sư hoàn thành. Sư phụ, hôm nay người sẽ dạy con món ngon gì đây sư phụ? Cái gì? Tứ thẩm tứ thúc, hai người đăng ký cho con tham gia cuộc thi nấu ăn sao? Con sợ gì chứ? Với tay nghề của con, giành hạng nhất tỉnh thì đúng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nếu con mà giành giải nhất thì chuyện làm ăn ở Mân Hương Lâu sau này sẽ càng phát đạt. Nhưng Lục cô nương, đây là ý kiến chung của mọi người đấy. Nếu cô không đồng ý dự thi thì bọn ta cứ đành tới nha môn tri phủ cáo trạng, để tri phủ đại nhân lôi cổ cô tới chỗ thi. Nếu được mọi người gợi gắm vậy chi chân ta chỉ đành cố hết sức thôi. Vậy xin chúc Lục cô nương kỳ khai đắc thắng, hạng nhất về tay. Mơ đi. Các ngươi quên còn có tề bảo trù ta tồn tại sao? Này tề bảo trù, ngươi cũng đăng ký tham gia sao? Đương nhiên, cuộc thi thiếu tề bảo trù ta cũng như cơm chiên mà không có trứng, đầu cá hầm mà không có cá, hoàn toàn vô nghĩa. Phu quân, đây là câu nói đùa buồn cười nhất ta nghe được từ khi mọc tai tới giờ. Không được cười. Tề bảo trù hôm nay đã không còn là tề bảo trù bị các người chăm chọc mỉa mai hạ bệ thường ngày nữa. Ta tìm được một cao nhân tuyệt thế làm sư phụ rồi. Cao nhân tuyệt thế. Đương nhiên. Tóm lại, trong cuộc thi lần này, xem ta áp đảo ba quân, giết địch bốn phương thế nào. Sao lại là ngươi nữa? Ngươi là tới mua đậu phụ thối và bún lòng sao? Đúng đúng đúng, thật ngại quá, hôm nay bán hết rồi. Lần sau tới sớm nhé. Lại hết rồi sao? Hết rồi, mai gặp. Vậy thì mai gặp nhé. Ngươi thân với hắn lắm hả? Cũng không phải, hai hôm trước hắn từng tới rồi. Hắn có vẻ cũng thích ăn bún. Cô cũng biết hắn sao? Bún của hắn bị ta mua lại mà. Chắc là hối hận tím gan. Có người gì một bát bún mà chấp trước thế sao? Lẽ nào sau lưng hắn có người chỉ thị? Phải báo cáo với vương gia thôi. Lý tổng quản, đây là danh sách thí sinh của đại hội nấu ăn lần này, mời tổng quản xem qua.
Lý tổng quản, có gì không đúng sao? Không ngờ lại có nhiều người nô nức tham gia như thế. Tri phủ đại nhân, có thể cho lão phu mượn xem bản danh sách này không? Lý tổng quản cứ xem thông thả. Hạ quan xin cáo lui trước. Lục An Táo, lần này ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Sư phụ, người còn chưa nói hôm nay sẽ dạy con làm món gì. Muốn làm tốt công việc, trước tiên phải mài dụng cụ. Xin hỏi sư phụ, xin hỏi, cái này liên quan gì tới mài dao? Dài đã nát tới mức đó rồi, còn không khâu dài. Dân, món hoài dương này quan trọng là kỹ năng cắt thái. Kỹ năng cắt thái phải không vội không chậm. Tương truyền là Văn Tư Hòa Thượng sau khi ngộ đạo đã ngộ ra món ăn này, nên có tên là đậu phụ Văn Tư. Cái này đủ cho con tập 3 ngày rồi, ít nhất là 3 năm. Không cần cầu kỳ vậy chứ. Nấu ăn quan trọng là nghị lực và năng khiếu. Ta thấy tiểu cô nương ở Mân Hương lâu đó hơn hẳn tiểu tử nhà ngươi. Sư phụ, con theo người học thái đậu phụ phải học 3 năm. Tới lúc người ta đưa con lên bếp thì phải chờ năm nào tháng nào, còn thi thố gì nữa. Còn nữa, đừng đem con nhỏ đó ra so với con. Tề Bảo Trù con xuất thân phi thường, trong người có chảy giọng máu của Kim Đao Ngựa Trù Tề Phùng Xuân đó. Con vừa nói cha con là ai? Tề Phùng Xuân đó, người cha chết sớm của con. Ông ấy nếu mà còn sống thật thì chút tài mọn này của người ông ấy chẳng để vào mắt đâu. Tề Phùng Xuân, đại ca. Sắc hương vị, sắc đứng đầu. Sắc tức là hình, nguyên liệu khác nhau, thái ra hình dạng khác nhau, là điều kiện quan trọng để hình thành sự mỹ quan. Cho nên phải học cắt thái trước khi cho lên bếp. Cắt thái có thể rèn luyện sự tĩnh tâm, rèn độ tỉ mỉ, rèn ra thứ tình cảm đối với trời đất. Cô nói xem, cô chỉ nấu ăn mà dùng số thảo dược này làm gì? Giống mà lại không giống. Cũng có khả năng là cải trang. Toàn thảo dược quý hiếm đó, cô định dùng nó làm gì? Ẩm thực, dược lý không chia nhà. Ta muốn cho ra mắt thiện dưỡng sinh ở Mân Hương Lâu. Mặc kệ đi, cứ bắt xong rồi tính. Các người làm cái gì thế? Cái gì vậy? Có kẻ tranh đất diễn sao? Lục An Táo, lần này xin ngươi còn chạy đi đâu? Ta là trưởng Huệ Vương ở hiệu thuốc bên cạnh. Bắt ngươi cũng thế thôi. Lục cô nương đừng sợ, ta đến cứu cô đây. Lục cô nương, ta tới cứu cô đây. Là một kẻ tới tranh đất diễn nữa hả? Trả ta nữa. Đá hắn, đá. Ta sẽ còn quay trở lại. Đứng lại, đừng đuổi nữa. Cẩn thận có bẫy đó. Sao hai người lại ở đây? Gần đây liên tục có người tình nghi xuất hiện, nên bọn ta theo sau cô. Quả không sai, kẻ tình nghi liệu không phải là người đêm qua chứ? Chứ còn gì nữa? Đứng đó nhìn kia kìa. Ngoan, nói nghe xem, sao ngươi lại bắt cóc Lục cô nương? Lũ người bịt mặt đó và ngươi có phải đồng bọn không?
Rồi ta lại là muốn ép ta phục tùng. Môi khẩu cung của ta. Đừng hòng. Ngươi lộ thời gian làm gì? Cứ dùng sắc nung này trước, giết cho da thịt hắn nát bét ra. Kế đó dùng cái kìm này, nhổ từng mảnh từng mảnh, từng chiếc từng chiếc móng tay và răng của hắn. Hai vị cô nương, xin chớ tức giận. Tại hạ Diệp Tri Thu là một dân lành, không đời nào có chuyện đồng mưu với kẻ cướp. Nếu các người không tin thì mau xem ngực phải của ta, có minh chứng. Bảo vệ kinh sư, ngươi là người của Tùng Bổ, bộ quân Cửu Môn. Năm đó vụ cướp Đông Châu xảy ra ở phủ Thụy Thân Dương, vốn dĩ do ta phụ trách. Trong quá trình điều tra, ta tìm được rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng đều bị ngó lơ. Ta phẫn nộ xin thôi chức Tuần Bổ bộ quân Cửu Môn. Ta điều tra tỉ mỉ, cuối cùng nửa năm trước đã điều tra ra một bí mật tài đình. Tội phạm bỏ trốn Lục An Táo còn có một cô con gái nhỏ. Cơ hội hắn mang con bỏ trốn không cao. Hơn nữa, sau khi xảy ra vụ án, sư đệ của hắn Đổng Tam cũng biến mất. Cha nuôi con là sư đệ của Lục An Táo. Đúng thế, không chỉ có Tam ca mà ta cũng là sư đệ của Lục An Táo. Năm đó Tam ca nhận nuôi đứa con của Lục An Táo, ta đã cực lực phản đối, sợ huynh ấy bị cuốn vào chuyện thị phi. Nhưng Tam ca kiên quyết giữ lại vị cô nương đó. Trần Nhi, cha ruột của con đích thị là Lục An Táo, nhưng giờ con lo cho cha nuôi hơn, ta tới muộn một bước rồi. Ta liều với ngươi. Thằng nhãi nhà ngươi, làm ta sợ hết hồn. Ngươi chưa chết hả? Ngươi chết rồi thì có chuyện gì thế? Rốt cuộc là ai làm? Hai người đồng bọn sao? Diệp Tri Thu ta truy bắt tội phạm, không bao giờ mượn tay người khác, vẫn luôn độc lai độc giảng. Lần này chết hẳn rồi. Tóm lại ngươi chết như vậy làm ta hết cả hồn. Ngươi là thợ săn tiền thưởng. Thay vì nói là thợ săn tiền thưởng thì thà nói là thợ săn bánh nướng. Ngươi đừng gọi chết, ngươi nói cho ta biết Lục An Táo trốn chỗ nào. Còn nữa, theo ta được biết hắn có một đứa con gái, ngươi mau nói đi chứ. Ngươi đừng làm khó Trần Nhi, sư huynh ta bị quan mà. Bị quan? Ta? Ai? Cái gì? Ai bị quan? Ngươi mau nói đi, cứu ta. Rốt cuộc là ai bị quan? Ngươi nói mau đi, ngươi đừng gọi chết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết không? Ngươi nói đi chứ, mau nói ra đi, mau. Lần này thì chết thật rồi, Đổng Tam chết rồi. Thì ra Lục Di Trân là con của Lục An Táo. Ta phải nói với Dương gia. Cha, vốn tưởng sẽ có một ngày được đoàn tụ với cha, mà không ngờ nay đã âm dương cách trở. Người nuôi nấng Trân Nhi trưởng thành, nay lại vì Trân Nhi mà chết uổng. Ân này, đức này, Trân Nhi không biết lấy gì để báo đáp.
Sao ngài lại mặc như thế này, làm trợ tá cho họ? Nào, mặc vào. Vậy gì qua và Tứ Thúc phụ trách làm trợ tá cho họ đâu? Họ bị thủy đậu rồi. Bị thủy đậu? Thiếu gia nhà ta nói hai người toàn cứ cậy già lên mặt, dướng tay dướng chân, chắc chắn sẽ ảnh hưởng Lục cô nương phát huy thực lực, cho nên phải phiền hai vị chịu khó một chút. Mân Tủ Mân Hào Hưng Mân Vị, Phúc Phong Phúc Tỉnh Lạc Phúc Thành, đại hội nấu ăn Tết Trùng Dương Phụ Phúc Châu chính thức được bắt đầu. Cô định làm món gì thế? Thịt bò kho ngó sen sa tế. Đây là món ăn nổi tiếng ở vùng Mân Việt. Giúp tôi lấy ngó sen đi kho đi. Được thôi. Phải cái này không? Ngó sen trông thế nào cô cũng không biết sao. Nấu ăn ngon và nhận xét món ngon là hai chuyện khác nhau, không phải sao? Tìm một thiên kim tiểu thư, không bao giờ làm việc nhà, làm phụ bếp, tự tìm phiền phức. Bạch Vân Phiêu, có, đưa ta hũ xì dầu, rõ. Đây. Mẹ ơi, đây là dầu mè. Đừng bảo người cũng báo cáo, ta ở nhà, còn chưa vào bếp lần nào. Biến, biến. Đi giải quyết chút. Lý tổng quản, mời ngài. Bảo đại trù, ta có thể rời khỏi đây một chút xíu được không? Không vấn đề, đi. Đa tạ Bảo đại trù. Lục An Táo, lần này xem ngươi còn chạy đâu. Hổ không ra quay, nghĩ ta là mèo bệnh chắc. Bổn hiệp là tổng giáo đầu, tuần bổ bộ môn, củ môn, được mệnh danh đại hiệp ký châu, dịp tri thu là ta. Ta chính là đệ đệ của người tiền tứ phẩm đế đao thị vệ Tây Sở Bá Dương, Nguyễn Tiểu Nghi, Nguyễn Tiểu Thất. Chỉ dựa vào hai người, ai bảo chỉ có hai bọn ta? Các huynh đệ, lên! Đánh! Đừng đánh mặt! Ngươi vô duyên vô cớ đánh lão phu một trận, giờ lại giải tới đây. Ngươi quý gì chứ? Đưa nhân chứng lên. Sao hả? Gặp lại bạn cũ, cảm thấy thân quen lắm có phải không? Kẻ này ta không hề quen biết. Nghe nói 15 năm trước, thương nhân đồ cổ Anh Quốc Smile phát hiện trong số rất nhiều báo vật văn hóa Trung Hoa anh ta sưu tầm lại thiếu đúng một thứ. Đó chính là Đông Châu. Ai nấy đều biết Đông Châu là báo vật cực phẩm thuộc vùng Long Hưng của Đại Thanh ta. Món đồ quý giá như thế sao có thể tuồn ra ngoài? Nhưng lại có người nói với hắn, giao cho ta thì cứ yên tâm. Thụy Thân Vương giữ chức đại thần tổng quản phủ nội vụ, phụ trách nhiệm vụ soát lại rồi bàn giao Đông Châu. Lý Đồng, ngươi lợi dụng chức vụ bài kế độc giết người cướp hàng, vu oan giá họa,
giết chết Châu Huyên, chấp sự Phùng Viễn và tề Phùng Xuân, người chứng kiến tất cả. Đông Châu vẫn rơi vào tay của ông đó thôi. Giữa chừng lại xảy ra sơ suất. Nhìn này, đây là Đông Châu sao? Chủng loại này ta cũng mới thấy lần đầu. Ta coi ngươi là hảo hán, ngươi lại coi ta là thằng ngốc. Bảo ngươi phụ trách việc cướp Đông Châu, ngươi lại đưa cho ta trứng chim cút rẻ tiền. Bây giờ kế hoạch đều đổ sông đổ bể. Ngươi nói xem món nợ này nên tính như thế nào đây? Tiêu rồi, Lý Đồng. Có phải như lời Smile nói không? Nhảm nhí, nói hù nói dượng. Chỉ dựa vào lời từ một phía của một người Tây đã muốn định tội tôi sao? Trẻ con, có chứng cứ, ta về tắm rửa đây. Ta có chứng cứ. Người đâu? Xác minh vật chứng. Lát nữa xác hỏi tiếp sau. Sao rồi? Thịt bò không có sang sa tế của ta đã chuyển sang bước ninh rồi. Chất. Thế nào, gà tam bô của ta cũng xong rồi. Thơm quá. Thịt bò kho ngó sen sa tế, gà tam bôi. Chẳng có gì sáng tạo, lượm là tác phẩm người khác đã bỏ. Y cô nương, không được mở. Một tác phẩm chẳng hề có tâm, bỏ đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Ngửi thôi đã biết dở tệ. Gà tam bôi thất trân bác bảo, vô tiền khoáng hậu của ta. Cô trả gà tam bôi cho ta. Ta thấy một đám mây nói không sai. Nếu chúng ta chỉ biết rập khuôn theo lối cũ thì món mừng không bao giờ bước chân ra ngoài được. Chỉ bằng chúng ta làm món khác, hai nhóm gặp lại thành một nhóm. Ý kiến hay. Cô quyết được chắc. Cũng phải được đại hội đồng ý mới được chứ. Cái đó thì đơn giản, ta hỏi là được rồi. Tri phủ, có thể gộp hai nhóm thành một không? Gộp gộp. Duyệt thỉnh cầu. Vậy vấn đề là chúng ta làm gì đây? Làm gì? Ta có ý tưởng. Hay là gộp hết các nguyên liệu vào một bếp là món mãn đàn hương, mọi người thấy sao? Vậy chúng ta lấy đâu ra nguyên liệu làm món đó? Đơn giản, đi mượn thôi. Đại thúc, cho ta mượn chút nguyên liệu, thúc còn thừa được không? Người biết cùng ngành là quan gia không vậy? Ta tự cầm gạch đập lên chân của mình chắc. Không cho. Báo cáo tri phủ, họ không cho bọn ta mượn đồ. To gan. Ta cảnh cáo ngươi, ai dám không cho mượn nguyên liệu, ta đánh hắn 50 gậy. Rồi nhốt hắn lại 3 ngày không cho ăn. Thượng đế ơi, mệt tới thế sao? Lý Đồng, ngươi quen hắn không? Dù hắn biến thành tro, ta cũng nhận ra. Hắn chính là Lục An Táo, tội phạm trong vụ cướp Đông Châu năm đó. Các người muốn dùng lời lẽ của một không phạm triều đình để định tội lão phu, e là khó mà phục chúng. Bọn ta truyền Lục An Táo không phải lấy lời khai của hắn, mà là bằng chứng của hắn. Đại nhân, năm đó tiểu nhân tận mắt chứng kiến, chính kẻ bịt mặt này đã ra tay giết Phùng chấp sự và nghĩa huynh ta. Có bằng chứng gì chứng minh ta là kẻ bịt mặt đó? Có. Cầm lấy. Mời đại nhân xem. Đây là kim đao hoàng thượng ngự ban. Trên kim đao này có họa tiết mãn xà bốn vuốt. Vậy nói theo cách khác, sau đầu của kẻ bịt mặt đó cũng phải có vết sẹo như thế này. Ta đoán có lẽ thế. Người đâu? Cạo trọc đầu của Lý Đồng là sẽ biết ngay. Dân, đừng, không được cạo tóc. Đừng. Bỏ ra. Đại nhân, hắn đội tóc giả.
Nhất định là lúc đó thư hỏng cả nang tóc rồi. Không quan trọng, quan trọng là sao đó hắn có vết sẹo hình mãng xà đó không? Báo cáo hai vị đại nhân, hoàn toàn ăn khớp, ta bị quan mà. Tri phủ, giờ chúng ta gặp một vấn đề lớn. Nguyên liệu nhiều thế này, dùng nồi nào để nấu đây? Con trai, mẹ mang giò rượu lớn của nhà mình tới cổ vũ con đây. Mẹ, tiếp theo sẽ là chờ đợi. Ngươi còn cười, chết tới nơi rồi mà còn cười được, ngươi điên rồi. Lý Đồng ta là đệ đệ ruột của Phúc Tấn Thụy Vương gia đương triều, chỉ dựa vào một tri phủ nhãi nhép như ngươi, cộng thêm một bối lập bếp không có lông như ngươi, đừng hòng trị tội lão phu. Nực cười, nực cười quá thể. Bọn họ không trị tội nổi ngươi, vậy thì ta có được không? Tỷ phu, tham kiến vương gia. Khỏi khỏi, đứng dậy hết đi. Tỷ phu, sao huynh, ngươi cứ xéo. Cái thằng ôm con này, từ nhỏ đã không học cái tốt. Đánh nhau, cờ bạc, ghé lầu xanh, hút thuốc phiện, thứ gì ngươi cũng dính một tí. Ta nể mặt tỷ tỷ ngươi, mới cho ngươi tới phủ vương gia làm tổng quản. Ngươi thì hay, để trả món nợ bên ngoài mà còn làm thứ chuyện giết người cướp hàng. Tỷ tỷ ngươi nói rồi, lần này không cần né mặt của nàng ấy. Người đâu? Có, đại hắn vào nhà lao, chờ ngài xử trảm. Rõ, đừng mà. Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu cứu ta. Tỷ phu, làm cái gì thế? Vương gia, vương gia, tỷ phu, tỷ phu, vương gia, cứu ta với, tha cho ta đi mà vương gia. Tiểu dân Lục An Táo, bái kiến vương gia. Ngươi là Lục An Táo sao? Dân vương gia, khổ cho ngươi rồi. Vương gia anh minh. Vương gia, mời ngài xem. Đây chính là Đông Châu mất cấp 15 năm trước sau. Đúng thế. Hình như thiếu mất vài viên. A Di Đà Phật, vương gia quả là sáng suốt. Vương gia, mấy viên bị thiếu hiện đang ở chỗ đại hội nấu ăn. Mùi gì thế? Mùi gì vậy? Mùi gì vậy chứ? Đúng là thấm vào ruột gan. Hương thơm ngào ngạt, thật khiến người ta khó cưỡng. Thảo dân chưa từng ngửi được thứ mùi thơm như thế này. Đó là món gì? Ta không chờ nổi, ta không chờ nổi nữa rồi. Vương gia giá đáo. Đứng lên, đứng lên, đứng lên đi. Cuộc thi tiến hành tới đâu rồi? Mời vương gia xem. Ta không hiểu nổi hai người, lớn từng ngày rồi mà chưa làm việc bếp núc bao giờ. Cha ta không cho ta làm. Cha cô là vị nào thế? Thế thì thảo nào. Nhưng Bạch Vân Phiêu, dù sao huynh cũng là đàn ông, dù nhà có nhiều tiền thì cũng nên có kế hoạch cho tương lai của mình chứ. Không thể suốt ngày lông bông thế được. Ta có kế hoạch mà. Kế hoạch gì? Làm bối lạc xong thì làm vương gia thôi. Không thể tin được. Thật sự không biết đầu của Lục cô nương đựng những thứ gì. Sao có thể sáng tạo ra món ăn như thế?
Đặt tên món chưa? Vẫn chưa. Vậy đặt là đoàn kết là sức mạnh, đúng không? Không không không. Thẳng tuột quá, thiếu hàm xúc quá. Vừa rồi bất chợt ngửi thấy mùi này, ta không kìm được, chợt nảy ra ý thơ: đàn khải huân hương phiêu tứ lân, xuất văn khí đàn khiêu tưởng lai. Đúng rồi, vừa rồi cha cô cũng ngửi thấy mùi này. Mày nhảy toàn tốt từ trên tường tới đây. Ta thấy món này cứ đặt tên là Phật nhảy tường đi. Thế nào? Hay. Xin hỏi vương gia, ngài vừa bảo cha ta. Đúng rồi. Cha. Con gái, cha. Con gái. Đại hội nấu ăn hôm nay, món ăn dẫn đầu là Phật nhảy tường. Cha, chúng ta thắng rồi. Phật nhảy tường. Hôm nay, ta phải tuyên bố với mọi người một chuyện rất quan trọng. Con gái, đưa chuỗi vòng này cho cha đi. Thứ này ta cũng có một cái. Vương gia, năm xưa để đề phòng bản thân gặp bất trắc, mà ta đã giấu một bộ phận Đông Châu vào trong chiếc vòng đính ước của hai người. Chiếc vòng này là tính vật thành hôn của hai người sao? Tính vật thành hôn. Nếu hôm nay đã giành hạng nhất trong đại hội nấu ăn, chi bằng niềm vui nhân đôi, vậy ta sẽ làm ông mai. Hai người bái đường thành thân luôn, dưới sự chứng giám của các bà con, vĩnh kết đồng tâm. Thế nào? Vương gia anh minh. Ta đồng ý. Ta không muốn. Nương tử.
Cũng phải cho bản thân một lời giải thích, đừng ai khuyên nhủ ta. Sư phụ, tiểu tử thối. Hầu sư phụ, ngồi đi. Sư ca, lần này ta còn có thể kéo ống thổi cho huynh không? Để không kéo thì ai kéo? Làm việc đi. Mạc biện trùng ngư tộc, hữu nghi tảo mộc danh, đáng tương tư vi bổ, phụ dược dưỡng dư sinh. Khá thay món vua hải sâm kho hành. Tam gia, e là thắng thua đã rõ ràng rồi. Rõ ràng rồi? Chưa chắc đâu. Nhãi ranh, cuộc tỷ thí này bắt nguồn từ ngươi đấy. Được thôi, vậy để cho lão phu chứng kiến thử tài nghề của các ngươi. Lão Phật gia, đời này nô tài thay người tìm kiếm sơn hào hải vị khắp thiên hạ mà chưa từng nghĩ món ngon thật sự là nằm ở phố chợ dân gian. Lão Phật gia, Tam gia, nô tài có lỗi với người. Tam gia, người chậm thôi. Tam gia, vậy vòng này ai thắng? Chiến thắng ở vòng thi thứ ba này là bầu dục xào.
Dòng thứ ba, bầu dục xào thắng. Lợi hại quá. Hầu sư phụ lợi hại quá. Hay, hay, hay. Ta không tin. Món ăn dân dã bình thường thế này làm sao thắng được vua hải sâm của ta? Tam gia, chúng ta về thôi. Sao lại nói như thế chứ? Lưu sư phụ, dân lấy ăn làm trời. Tại sao chỉ có vương hầu quý tộc mới có thể thưởng thức mỹ vị? Ngài thử xem. Nào nào, mọi người đều thử đi. Mọi người thử đi. Thơm quá. Đại thúc, thử cái này đi. Đừng chen, đừng chen. Sư phụ, ngon quá. Ngon, ngon quá. Ngài cũng qua ăn thử đi. Cảm ơn. Nào, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Nào nào, uống, uống. Khu Tam Gia, trưởng quầy hàng, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Sống sinh quý tử nhé. Được. Cảm ơn các vị ghé chơi. Hôm nay ta sẽ đích thân vào bếp làm vài món. Cảm ơn các vị đàng hoàng. Hay, thấy không, Tân Lan Định đích thân vào bếp đó. Hay quá. Phải đấy, thật không uổng công tới. Chúc mừng, chúc mừng. Các con, chúc mừng, chúc mừng nhé. Chúc mừng. Lưu sư phụ, Lưu sư phụ, đại tổng quản, ngài tới rồi. Ngồi, ngồi đi, miễn lễ, miễn lễ. Hôm nay Lưu mộ tới chúc mừng. Không biết hầu bầu dục có chào đón không? Lưu sư phụ, mời ngồi. Mời ngồi, mời ngồi. Mời, Lưu sư phụ, ngài ngồi trước đã. Ta đi chuẩn bị vài món ăn. Được, được. Đi đi, mau đi đi. Lưu sư phụ, tới muộn là phạt một ly. Được, nào. Đại tổng quản, tủ lượng tốt quá. Hầu sư phụ, hôm nay ta ngoài việc tới để chúc mừng, còn có một thỉnh cầu không phải. Cứ việc nói ra. Ta muốn nhờ hầu sư phụ chỉ dạy cho mấy đứa đồ đệ không nên thân đó của ta. Còn muốn nhờ ba vị cao đồ của hầu sư phụ, nếu rảnh thì ghé Sùng Thịnh lâu chơi. Lưu mổ nguyện truyền đạt hết lòng chút bản lĩnh nhỏ ta học được trong đời. Tốt quá. Lưu sư phụ tấm lòng bao la. Hầu mổ khâm phục, khâm phục. Nên làm, nên làm mà. Hầu sư phụ, như vậy có hợp quy tắc không? Dưỡng quầy hàng, Tam gia, món lỗ có từ thời Xuân Thu, nhưng mấy ngàn năm qua đầu bếp qua các thế hệ, ai nấy đều của mình quý. Không sai. Khiến cho rất nhiều thứ tốt đẹp của tổ tiên bị thất truyền. Cứ thế này thì không tới trăm năm, chỉ e chúng ta khó mà bảo vệ. Tiểu Chấn, tẩu tẩu, giúp ta ra cổng xách chút nước suối về. Được thôi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Mời vào trong ngồi. Chúc mừng, chúc mừng. Ăn ngon miệng nhé. Ngờ ra làm gì, còn không ra phụ một tay.